Em xin chào các bác, chào mừng các bác đã đến với kênh YouTube Thi Nguyễn. Trong clip này em xin giới thiệu đến các bác một sản phẩm đồng hồ đeo tay có mã số 182. Tay của đồng hồ là 36, cả núm chưa tính núm là size 34. Vỏ của đồng hồ bằng thép đúc rất là bền và sáng đẹp theo năm tháng. Phía trong mặt đồng hồ những cọc số thiết kế rất là đặc biệt. Thông thường á thì mình sẽ thấy 12 giờ hoặc là những cái cọc số nổi, còn cái đồng hồ này nó sẽ thiết kế 12 giờ và 24 giờ. Nó có hai dãy tầng cọc số khác nhau. Và bên hông này có một cái nút bấm. Ban đêm á, các bác muốn theo dõi giờ mình bấm cái nút này thì mặt đồng hồ nó dạ quang sáng rực, rất là tiện cho các bác theo dõi giờ vào ban đêm. Giá bán của đồng hồ này là 450.000, các bác chuyển khoản đủ, em bao ship tặng nơi cho mình. Hàng em bán ra bao nguyên bản, nguyên zin, bao hoạt động hoàn hảo, bao ổ máy chuẩn xịn cho các bác sử dụng. Và bây giờ mình cùng xem ngoại hình của đồng hồ này. Thiết kế rất là đẹp. Và đây là mặt đáy của đồng hồ, em bao bộ máy chuẩn xịn da băng cho các bác sử dụng. Giá bán rất là mềm, chỉ có 450.000. Mình đã sở hữu một cái đồng hồ mặt dạ quang, vỏ bằng thép đúc như vậy rồi. Bên hông của đồng hồ có một nút bấm. Mình muốn tiện theo dõi giờ vào ban đêm thì các bác bấm vào nút này. Lúc này mặt đồng hồ nó sáng rực, rất là tiện cho các bác theo dõi giờ. Và tiếp theo đây là mẫu đồng hồ đeo tay size nam có mã số 183, giá bán là 480.000, đến từ thương hiệu Anba của hãng Seiko. Size của đồng hồ là 36, cả núm chưa tính núm là size 34. Bên hông của núm có một cái nút bấm chiếu đèn dạ quang, ban đêm cái mặt đồng hồ nó sáng rực, rất là tiện cho các bác theo dõi giờ. Vỏ bằng thép đúc rất là đẹp và bền theo năm tháng. Ngoại hình mới đẹp chăn chát nhưng mà kính của nó có chảy xước trong quá trình vận chuyển từ Nhật về Việt Nam. Nếu các bác không ưng á thì em sẽ thay kính mới cho mình. Và bây giờ mình cùng xem ngoại hình của đồng hồ. Còn mới đẹp chăn chát như vậy, giá bán chỉ có 480.000. Mình đã sở hữu một cái đồng hồ vỏ thép đúc, bộ máy chuẩn xịn da băng đến từ hãng Seiko. Và mặt có đèn dạ quang, rất là tiện cho các bác theo dõi giờ vào ban đêm. Và đây là mặt đáy của đồng hồ, đầy đủ thông tin và số series của đồng hồ. Em bao bộ máy chuẩn xịn da băng cho các bác sử dụng. Bên hông của đồng hồ có một nút bấm. Và ban đêm á, các bác muốn theo dõi giờ thì mình bấm vào cái nút này. Thì lúc này cái mặt đồng hồ nó sẽ sáng rực lên, rất là tiện cho các bác theo dõi giờ vào ban đêm. Và tiếp theo, đây là mẫu đồng hồ thiết kế theo kiểu quân đội, đến từ thương hiệu Anba của hãng Seiko, có mã số 184, giá bán là 480.000. Size của đồng hồ là 37, cả núm chưa tính núm là size 35. Bên hông này có một cái nút bấm, đây là bấm đèn dạ quang. Ban đêm nó sáng rực, rất là tiện cho các bác theo dõi giờ. Trong cái mặt đồng hồ á, thì nó hiển thị cọc số 12 giờ và 24 giờ. Cọc số là cọc số nổi, nhìn vào rất là độc đáo. Vỏ bằng thép đúc, ngoại hình còn tương đối khá đẹp. Dây dù, các bác không ưng dây dù này á, thì mình thay lại dây khác phù hợp với nhu cầu. Còn kính trên cái mặt của đồng hồ á, nó bị chày. Trong quá trình vận chuyển các bác không ưng thì em sẽ thay kính mới hoàn toàn miễn phí cho mình. Giá bán chỉ có 480.000. Mình đã sở hữu một cái đồng hồ có bấm đèn dạ quang, vỏ thép đúc và bộ máy chuẩn xịn da băng đến từ hãng Seiko. Và đây là mặt đáy của đồng hồ, đầy đủ thông tin và số series của đồng hồ, vỏ bằng thép đúc, bộ máy chuẩn xịn da băng cho các bác sử dụng. Vào ban đêm hay là trong bóng tối mà các bác muốn biết giờ này là mấy giờ thì chỉ việc bấm cái nút bên hông này. Lúc này cái mặt đồng hồ nó sáng rực, rất là tiện cho các bác theo dõi giờ.